Chuyến xe thức giấc với mùa vàng sáng nay đưa chúng ta tới ngày mới cùng với bà con tại tỉnh Long An, nơi có trên 11.000 hecta diện tích trồng thanh long, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Bình Thuận. Trong đó thì huyện Châu Thành là địa phương có diện tích thanh long lớn nhất của tỉnh Long An. Những vườn thanh long sai chữ quả đang đón chờ chúng ta tới thăm ạ. Và hãy cùng gặp gỡ phóng viên Bảo An trong sáng ngày hôm nay. Chào buổi sáng anh An ạ. Chào buổi sáng quý vị khán giả. Chuyến xe thức giấc với mùa vàng thì đưa chúng tôi đến với ấp Vĩnh Xuân B, Dương Xuân Hội, là một vùng trồng thanh long nổi tiếng của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Và đồng hành với chúng ta xin được giới thiệu chuyên gia nông nghiệp anh Võ Thành Nghĩa, là cán bộ khuyến nông tỉnh. Chào buổi sáng anh ạ. Chào An. Chào bà con. Vâng, khi đến đây thì em thấy thanh long đúng là bạt ngàn. Không biết là huyện mình thì đã gắn bó với cây thanh long bao lâu rồi ạ? Thì cách nay 15 năm thì do cái hiệu quả kinh tế của cây thanh long nó cao thì nông dân đầu tư mang tính chất nó tập trung hơn. Vâng. Và chúng ta đã đến vườn chú Hoàng rồi ạ. Chào buổi sáng chú Hoàng ạ. Vườn mình đang giai đoạn này thì bao lâu mình sẽ thu hoạch được hả chú? Giai đoạn này thì còn 20 ngày nữa thu hoạch. Thì trái hiện giờ nó đang là 10 bữa rồi. Vâng, thì trong khoảng 20 ngày đó thì mình sẽ chăm sóc cây thanh long ra sao ạ? Thì mình giờ đi tiễn trái, coi cái trái nào mà trái đôi với dây trùng, mình cắt bỏ bớt trái. Đây bắt trái dưới trái này nó xấu hơn nè, chứ nó nằm trong kẹt rồi nè, nó phức ánh nắng nè. Rồi, cho nó quay trở ra thì mình dễ chăm sóc hơn ha. Cái một trụ này thì mình nên để khoảng bao nhiêu trái ạ? Tụ mà 8-9 tuổi năm là thì phải được 40 trái. Còn tụ nhỏ hơn thì đã chừng 30 à. Mình cần chú ý gì về dinh dưỡng nữa không ạ? Là phân NPK mà cái loại mà có kali nó hơi nhiều hơn chút á. Mình rải xong vậy cái mình tưới, tưới vừa ướt phân vừa ướt đất thôi. Qua bữa sau cái mình tưới cái nữa. Tưới lần nữa cho phân nó tan hết để phân tan hết để nó xúc đó. Hấp thu. Cái vườn chú Hoàng thì Nghĩa thấy thì chú kinh nghiệm trên 10 năm rồi. Thì chú làm rất là đẹp. Thì thứ nhất là Nghĩa thấy là cái vườn nó tương đối nó sạch bệnh. Rồi cái cách mà chú lấy trái nè. Chú lấy trái thì Nghĩa thấy nó không có bị trùng dây. Cái thứ hai nữa trái nó xoe xung quanh cái tán nó đều hơn và cho năng suất cao hơn. Và mình hoàn toàn hãy mời chú Hoàng tham gia các hội thảo khuyến nông để chia sẻ kinh nghiệm với các bà con nông dân khác. Đúng rồi. Cảm ơn chú ạ. Vâng thưa quý vị, trái thanh long khi được trồng ở Long An thì có vị ngọt, đậm đà, đã trở thành một trái cây đặc sản của huyện Châu Thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nơi đây. Chuyến xe thức giấc với mùa vàng tiếp tục đưa chúng ta tới vùng trồng thanh long có tiếng của Long An. Thanh long là loại trái cây ăn quả thuộc họ xương rồng, thích hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng, chịu hạn tốt và phù hợp với nhiều loại đất. Tuy nhiên, để thành công với loại trái cây này nói riêng, góp phần xây dựng nên nền nông nghiệp xanh nói chung thì cũng cần người nông dân trang bị rất nhiều kiến thức. Và phóng viên Bảo An sẽ cùng với quý vị xem bà con ở đây làm cách nào. Anh Bảo An ạ. Thanh long là một loại cây dễ trồng, có khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên năm nay thì dưới sự ảnh hưởng của El Nino thì điều kiện thời tiết khá là bất lợi cho bà con chăm sóc cây thanh long. Và lúc này thì chú Hoàng đang sang vườn thanh long của hàng xóm để chia sẻ kinh nghiệm. Trời nắng nóng quá, nó phải trái như cái này là nắng mặt trời chiếu thẳng, nắng rất chiều, chiếu phỏng chiều không nổi. Cháu tưởng là cây thanh long thì rất là thích nắng vì buổi tối mình còn phải trông đèn thêm cho nó. Nó thích nắng nhưng mà nó có chịu nhiệt độ 35 độ trở lại thôi, chứ còn nhiệt độ 37, 38, 35 độ chắc chiều là chịu đâu có nổi. Trong bụng nó là có, nó đã có nước rồi, nắng chiếu vô nó phải nóng. Chú Hoàng, như hiện tại bây giờ cây của tôi đang mang trái như vậy nè, là một ngày tưới, một ngày mình nghỉ. Thì bây giờ cái lượng nước nó bây giờ nó đang bị thiếu hụt như vậy á, là mình 3-4 ngày sau mình tưới một lần được hay không chú? Tưới cho nó mát cái cây thôi, ngồi dưới gốc mình có rơm mình giữ ẩm rồi. Không thể thiếu nước được, nếu thiếu nước là nó ảnh hưởng dữ lắm. Mình chỉ để rơm là mình chữa trái là hạt là tiết kiệm nước thôi. Chứ mình cũng phải tìm nguồn nước ngoài sông mình bơm về. Rồi song hành với cái việc là chúng ta giữ ẩm ở gốc như thế, Nghĩa cũng khuyên bà con nên là duy trì cái chòi mới ra này nè, che phủ hoặc chúng ta giảm bớt cái cường độ chiếu sáng. Có nó tác dụng dữ lắm chứ. Cái này là 2-3 cây cũng đã là tôi cắt rồi, nhưng mà giờ tôi để cho nó che nắng bớt. Vâng, và hy vọng là thông qua chương trình Thức giấc với mùa vàng hôm nay thì bà con đã có thêm những kinh nghiệm để chăm sóc cây thanh long và phát triển mô hình trồng thanh long mang lại kinh tế cho gia đình và địa phương. Trở lại huyện Long Thành, Long An cùng với bà con trồng cây thanh long. Thời gian phát triển của quả thanh long tương đối ngắn so với nhiều loại trái cây khác như là xoài, sầu riêng hay là chuối, dứa nên được nhiều nông dân lựa chọn để trồng. Để thu hoạch trái thanh long đạt chất lượng thì không biết là cần phải lưu ý những gì vậy anh Bảo An?
bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi như là nắng nóng kéo dài rồi không có mưa. Với kinh nghiệm của mình thì bà con nông dân ở huyện Châu Thành, Long An thì các vườn trồng thanh long ở đây vẫn cho thu hoạch những trái thanh long đạt tiêu chuẩn chất lượng. Anh Đăng ơi, những trái như thế nào thì mình bắt đầu thu hoạch được ấy? Như trái thanh long mà những trái mà chín đỏ đều vậy nè. Dạ. Mặt trên đỏ nè, mặt dưới cũng đỏ đều luôn. Nó căng. Vâng. Là khi mình cắt, cái lần đầu tiên mình cắt là mình sẽ cắt cái trái là nó đạt từ 4 lạng 6 trở lên thì nó đạt được cái giá cao, còn những cái mà nó chưa có đạt tới mình vẫn để neo lại nó sẽ lên. Vâng, và mình thu hoạch là dần dần đúng không ạ? Ví dụ như trụ này thì còn quả nào nữa để cho em thu hái không anh? Quả đấy đây, đã đạt chưa ạ? Quả này là cũng đạt rồi nè. Dạ vâng. Mình cắt sát gốc đúng không ạ? Cắt sát vô. Chết rồi, em cắt này thì chắc là thương lái không mua. Vâng, cắt vào cái thịt rồi. Gọi là bị phạm vô cái phần cái rồi phải không? Vâng. Chúng ta cắt là chúng ta phải giữ lại cái phần xanh này nè. Thường thường thì một trụ này là mình sẽ thu hoạch dần dần trong khoảng thời gian bao lâu anh? Từ cái lần mình cắt đầu tiên cho tới khoảng 5 ngày sau là mình sẽ cắt hết vườn. Dạ vâng. Chú Hoàng ơi, năng suất năm nay thì thanh long của mình đạt như thế nào hả chú Hoàng? Năng suất giờ thì nó hơi thua đợt đầu vụ nay, đợt 2 rồi. Vâng, đây là đợt 2 trong năm rồi. Đợt 2 trong năm rồi xong rồi. Bị nó nắng quá, thường thường nó cũng đạt. Thế về giá thì sao hả chú? Giá đợt này ngon lắm. Tới 25.000 là tới 30.000 thì nông dân cũng phấn khởi. Giá cao hơn ạ. Vâng, đây là tin vui dành cho bà con rồi. Mọi người thưởng thức thanh long ruột đỏ tại vườn. Ăn thanh long cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên là em được thưởng thức trái thanh long tại vườn. Thử ha. Ngọt chắc tưởng không? Nó có bay cái mùi thanh thơm. Nó rất là đậm, chú ạ, đậm. Bởi vì cái vườn này ta làm là sạch, thanh long sạch, mình không có kích thích thuốc. Hôm nay chương trình có món quà tặng chỗ chú Hoàng, tặng chỗ anh Đăng. Và chúc cho anh Hoàng, chúc cho anh Đăng cái mùa vụ thanh long tăng lợi. Có thể thấy là với những thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp cùng với sự đồng hành của những cán bộ khuyến nông tại địa phương thì bà con đã có cho mình thật nhiều mùa vàng và từ đó phát triển nông nghiệp xanh bền vững hơn, thịnh vượng hơn. Thời gian qua thì người trồng thanh long trên địa bàn tỉnh Long An đã chọn giải pháp chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, ứng dụng công nghệ cao giúp tăng thêm giá trị cho loại nông sản này. Vâng, và đúng như những người nông dân tại đây đã chia sẻ thì muốn làm nông nghiệp bền vững thì phải quan tâm tới chất lượng, không tham trái to.